Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay, ngày 11 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu và lệch ra phía biển, vì vậy, thời tiết tại Bắc Bộ duy trì trời nhiều mây vào đêm và sáng sớm. Vùng ven biển và khu vực vùng núi có nơi còn có mưa nhỏ ở vài nơi. Độ ẩm không khí dao động ở mức khá cao, hầu hết đều trên 85%. Tình trạng sương mù cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn vào thời điểm sáng sớm, đặc biệt là ở vùng núi cao, trên các cung đường đèo núi hay vùng ven biển ở phía đông, mật độ sương mù sẽ dày hơn. Vì vậy, nếu phải lưu thông vào thời điểm này, quý vị và các bạn nên đi chậm, bật đèn vàng và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Lúc này trời vẫn còn khá lạnh, khi nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Riêng một số nơi ở khu vực vùng núi, do tác động của địa hình núi cao nên nhiệt độ có thể hạ xuống dưới ngưỡng 11 độ. Đến khoảng gần trưa, trời khô ráo, đôi lúc hửng nắng nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay ở hầu hết các nơi đều phổ biến ở mức từ 21 cho đến 24 độ. Vậy là từ hôm nay cho tới 2 ngày nghỉ cuối tuần này, thời tiết ở Bắc Bộ chỉ còn lạnh vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời sẽ ấm áp hơn với nền nhiệt độ cao nhất ngày có thể còn tăng được lên ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt của người dân. Cùng chung xu thế với các tỉnh phía Bắc, tại các tỉnh Trung Bộ, thời tiết cũng đang trên đà tốt lên. Trong vài ngày tới, nhìn chung chưa có hình thế thời tiết gây mưa nào tác động đến khu vực, nên tại đây sẽ trở lại trạng thái tạnh ráo và ít mưa, trưa chiều trời nắng. Cùng với đó thì nền nhiệt cũng sẽ tăng dần. Tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, trời chỉ còn duy trì rét về đêm và sáng. Do ban ngày có nắng nhiều nên nhiệt độ có xu hướng tăng hơn so với những ngày trước. Với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 24 cho đến 27 độ. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực này phổ biến từ 27 cho đến 30 độ. Tình trạng khô ráo và ít mưa sẽ còn diễn ra tại các tỉnh Trung Bộ từ nay cho đến những ngày đầu tuần tới. Vì vậy, bà con có thể tranh thủ những ngày nắng ráo để sơn sửa nhà cửa, dọn dẹp vườn tược và chăm sóc cây trồng. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào thời kỳ đầu mùa khô nên những cơn mưa không còn xuất hiện nhiều. Ngày hôm nay, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên duy trì khô ráo và có nắng. Nhiệt độ vào đêm và sáng dao động trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Trưa chiều trời có nắng nên nhiệt độ sẽ tăng dần lên ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Thời tiết khá ủng hộ cho các hoạt động sinh hoạt của bà con. Với khu vực Nam Bộ, thời tiết cũng duy trì ổn định. Trời hầu như không mưa với mức nhiệt về đêm và sáng từ 24 cho đến 27 độ. Ban ngày trời nắng ráo với mức nhiệt từ 31 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, trong chiều tối và đêm nay ở khu vực thuộc miền Tây Nam Bộ, các tỉnh giáp biển như là Cà Mau, Kiên Giang hay Bạc Liêu vẫn có khả năng xuất hiện mưa cục bộ với lượng không quá nhiều và trong thời đoạn ngắn. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay do không khí lạnh suy yếu và lệch về phía đông nên tình hình thời tiết trên khắp các vùng biển cũng có xu hướng tốt dần lên. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ, mưa chỉ còn xảy ra ở vài nơi, gió đông bắc sẽ chuyển dần sang hướng đông cho đến đông nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc chỉ hoạt động với cường độ trung bình nên sóng biển dao động từ 1 cho đến 2 mét. Mưa giảm dần xuống diện vài nơi nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực này từ nay cho đến những ngày nghỉ cuối tuần. Tàu thuyền của ngư dân cũng có thể tiến hành các hoạt động đánh bắt xa bờ. Còn với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió đông bắc thổi đến cường độ khoảng cấp 4. Tuy nhiên, trên khu vực này, những đám mây đối lưu mạnh có thể xuất hiện, gây mưa rào và dông. Trong cơn dông còn có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh, nên các tàu thuyền, nhất là các tàu có tải trọng nhỏ, cần lưu ý để đảm bảo an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị có ngày mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.
Thank you.